Chia sẻ với báo giới tại Hàn Quốc, người đại diện Lee Dong-jun của huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, do đã có tuổi và muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, ông Park đã quyết định chia tay đội tuyển Việt Nam. Trong thời gian qua, ông cũng chịu không ít áp lực. Đây là một quyết định khó khăn trong sự nghiệp cầm quân của ông thầy người Hàn Quốc và ông đã phải suy nghĩ về vấn đề này trong suốt nhiều tháng. Huấn luyện viên Park Hang-seo tin rằng đây là quyết định tốt nhất cho tương lai của bóng đá Việt Nam. Theo ông, đội tuyển Việt Nam đã cần một huấn luyện viên trưởng mới để có thể bước vào một kỷ nguyên mới. Hợp đồng hiện tại của ông Park sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm sau.